Sau đám cưới Tế Kỵ, vợ Quý Bình có cuộc phỏng vấn. Vợ Quý Bình: chồng yêu tôi đâu phải vì ngoại hình. Chị Nhân Ngọc Tiên cho biết ông xã Quý Bình yêu cô vì lối sống tình cảm trong cuộc sống từng ngày, tính cách mạnh mẽ trên thương trường và muốn vợ luôn là chính mình. Ấn tượng của chị về ông xã Quý Bình khi lần đầu gặp mặt là gì? Đó là lần chồng nhận lời mời biểu diễn tại một sự kiện của công ty tôi ở Phú Quốc. Tôi nhớ mãi ấn tượng anh ấy hát hay, dễ thương. Thứ thật lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ yêu một người nổi tiếng. Rồi nhân duyên đến lúc nào không biết, không hay. Chồng dần cuốn hút tôi ở sự điềm đạm, gần gũi, không có cảm giác như một người nổi tiếng. Nhưng trong công việc lẫn cuộc sống, anh rất nguyên tắc, có chính kiến. Suốt 3 năm qua, tình cảm của chúng tôi phát triển dựa trên sự chân thành, dành cho nhau không có khoảng cách tuổi tác nào. Anh Quý Bình vẫn thấy ấm áp và tình cảm như ngày đầu chúng tôi quen nhau. Nhìn lại hành trình 3 năm yêu, đâu là khoảnh khắc chị nhớ nhất? Đó là thời điểm anh cầu hôn tôi trong tiệc sinh nhật. Là một doanh nhân bản lĩnh nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tôi nghĩ bản thân cần thể hiện một sự tôn trọng nhất định cho người đàn ông của mình. Có lẽ tôi hơi cổ hủ, vì thế khoảnh khắc chồng quỳ gối xuống cầu hôn trước gia đình hai bên và bạn bè, tôi liền đỡ anh dậy vì thấy thương lắm, không muốn anh làm như thế. Nhưng anh kiên quyết không chịu. Đến bây giờ nghĩ lại giây phút ấy, cảm xúc vẫn tuôn trào, vỡ òa. Chị áp lực ra sao khi yêu và cưới một diễn viên nổi tiếng? Anh Quý Bình được khán giả yêu mến qua các dự án nghệ thuật. Đó là điều hạnh phúc đối với anh ấy, cũng như tôi với tư cách là vợ. Nếu chuyện tình của chúng tôi không được quan tâm, như thế mới vô vị đó chứ. Do vậy, kể từ lúc công khai, tôi phần nào cẩn trọng hơn về hình ảnh, vì biết mình hoạt động kinh doanh, chứ không phải nghệ sĩ, nên việc làm đẹp, chân diện cũng dừng lại ở mức vừa đủ. Quan trọng ngay từ đầu, chồng yêu tôi đâu phải vì ngoại hình trẻ đẹp. Anh muốn tôi vẫn tự tin là chính mình, dù với vai trò doanh nhân hay vợ của diễn viên Quý Bình. Nếu nói về sự nghiệp, hai vợ chồng tôi đều thành công nhất định trong lĩnh vực riêng. Do đó khi yêu và cưới nhau, mọi người đều cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu để đạt được những nấc thang mới. Nhưng làm phụ nữ, tôi hiểu mình cần hoàn thành tốt cả việc vun bén tổ ấm, giúp chồng an tâm phát triển công việc. Nhiều người cũng thắc mắc, yêu một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi có ghen không? Nếu nói không, chắc chắn tôi nói dối rồi. Nhất là khi chồng mình được khán giả nữ khen đẹp trai nữa. Tuy nhiên tôi biết phân định đâu là công việc, đâu là riêng tư. Những va chạm trên sân khấu phim trường, đó chỉ là nghệ thuật mà anh theo đuổi. Còn bước ra khỏi ánh đèn trở lại cuộc sống bình thường, anh luôn khiến cho tôi tin tưởng tuyệt đối. Anh là người chồng tuyệt vời. Chị xây dựng mối quan hệ với gia đình chồng bằng cách nào? Khi tình cảm cả hai đủ bền chặt, chồng đưa tôi về ra mắt gia đình. Hai vợ chồng cùng quê Hóc Môn, đi chung con đường quốc lộ, chỉ là khác hướng. Nên về nhà anh cho tôi cảm giác như được về chính nhà của mình, không có bất cứ áp lực nào. Đến nơi mọi người ra đón, anh trai chồng dắt tôi vào. Má ân cần ngồi trò chuyện hỏi thăm. Nhìn ánh mắt của má là tôi cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho mình. Chính tình cảm ấy khiến cho tôi không cảm thấy mình là con dâu, mà chính là con ruột của má, em gái của anh chị. Mọi cư xử hành động của tôi xuất phát từ trái tim chân thành, chứ không phải cố gắng vun đắp mối quan hệ với gia đình chồng bằng cách này hay cách khác. Đây cũng là điều mà ông xã trân trọng và yêu thương tôi nhiều hơn. Chị chăm sóc chồng trong cuộc sống hàng ngày thế nào? Vợ chồng tôi chung sở thích là ở nhà cùng ăn bữa cơm với nhau. Nên hôm nào hoàn tất công việc sớm, tôi tranh thủ về nhà chuẩn bị bữa tối. Còn nếu một trong hai bận công việc, người còn lại luôn hỏi thăm muốn ăn gì để chuẩn bị trước. Ở nhà cả hai cùng thích tưới cây, dọn dẹp nhà cửa, dù có người giúp việc. Đó là những giây phút quý giá của gia đình gắn kết vợ chồng hơn. Sau đám cưới, cả hai trở lại công việc ngay mà chưa kịp hưởng thụ tuần trăng mật. Tôi không buồn hay tủi thân, vì từ trước đến nay mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều báo và tôi sắp xếp công việc, dành lịch trống để hai đứa đi du lịch. Chưa kể chúng tôi dự kiến tổ chức một buổi tiệc báo hỷ ở Phú Quốc vào dịp Giáng sinh, nên lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngày nào cũng là trăng mật nếu vợ chồng luôn yêu thương nhau, chân thành. Sự mạnh mẽ quyết đoán của một doanh nhân ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của anh chị? Tính cách mạnh mẽ là một điều tốt mà tôi nghĩ mình cần duy trì, nhưng đó chỉ là trên thương trường. Còn ở nhà tôi rất nhạy cảm, bướng bỉnh, thường muốn được chồng dỗ dành, ngay cả những lúc giận hờn. Với lại tôi cần một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để có thể cầm chịch, kiềm chế mình lại. Và Quý Bình là người làm được điều ấy. Quý Bình cũng giúp tôi có lại niềm tin vào hôn nhân sau những chông chênh trong quá khứ. Ở thời điểm này tôi hiểu rằng hạnh phúc là một hành trình, mỗi chúng ta hãy học cách yêu thương nhau, sống thật tốt và lan tỏa giá trị tích cực. Nếu hôm nay tôi lỡ cáu gắt,
Nói câu nào khiến cho chồng đồng nghiệp buồn, ngày mai tôi sẽ xoa dịu, xin lỗi đối phương. Đó là cách tôi tận hưởng cuộc sống và vun đắp hôn nhân của mình. Trước đó trong đám cưới, Quý Bình đã nói tôi may mắn khi cưới vợ thành đạt. Quý Bình cảm thấy may mắn khi cưới bà xã Ngọc Tiền, một doanh nhân tài giỏi, mạnh mẽ. Bản thân anh cũng cố gắng nhiều hơn để tự tin sánh đôi bên vợ.